Más tequila, por favor. Más tequila, por favor. Xin chào mọi người, mình là Nông Thúy Hằng, dân tộc Tày, và tối ngày hôm nay mình sẽ đến với buổi trung khảo phía Nam của cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022. Sau những ngày luyện tập rất là vất vả của tất cả các thí sinh cuộc thi các Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 khu vực miền Nam, thì Hằng cũng như là các cô gái đang cảm thấy rất là mong chờ vào cái buổi diễn tối ngày hôm nay. Mọi người hãy ủng hộ cho Hằng trong hành trình chinh phục để bước vào vòng sau của cuộc thi nha. Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Trần Vân Đình, số báo danh 188, 23 tuổi và đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ còn vài phút nữa thôi là sẽ đến đêm trung khảo rồi. Và thật sự mà nói là bây giờ Đình cảm thấy rất là háo hức và hồi hộp. Và cả đêm qua Đình đã không thể nào chợp mắt được, bởi vì lo lắng không biết buổi biểu diễn của mình hôm nay sẽ như thế nào. Và hy vọng là tối nay sẽ thành công.